Xin kính chào quý vị khán giả. Khánh Phương rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tối ngày 6 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lúc 19 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt được Lò Văn Sươm, sinh năm 2001 ở huyện Sìn Hồ, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Sươm là nghi phạm sát hại chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003, ở xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, chiều ngày 5 tháng 3. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sươm khai nhận, từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sươm và chị Lờ đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị Lờ tại huyện Tân Uyên chung sống. Sau đó, Sươm và người yêu đã cùng mua trả góp một chiếc xe máy. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, Sươm đã cầm cố chiếc xe máy nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ. Từ đó, giữa chị Lờ và Sươm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ. Chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở trong bản Phiền Áng về thì bị chị Lờ chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc hai người cãi vã, Sươm đã lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ dài khoảng 40cm tấn công chị Lờ khiến chị không qua khỏi. Sau khi gây án, Sươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Nhận được thông tin vụ án, Công an tỉnh Lai Châu huy động 260 cán bộ chiến sĩ công an cùng với 150 dân quân an ninh thôn bản ở huyện Tân Uyên, Sìn Hồ để vây bắt Sươm. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp đến các địa bàn chỉ đạo hơn 400 cán bộ chiến sĩ dân quân an ninh thôn bản triển khai các mũi chốt kiểm soát để vây bắt Sươm. Do thấy lực lượng công an vây chặt nên Sươm không dám xuống đường bỏ trốn. Tới 19 giờ 30 tối ngày 6 tháng 3, Sươm bị công an bắt giữ. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Sươm đã tự gây ra một số vết thương. Sau đó, đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương phục vụ điều tra vụ án.